Mời các bạn đón nghe câu chuyện Con Châu Chấu Tre Chuyện mà thứ nhất Con Châu Chấu Tre Quá trưa hôm đó, thằng Cụ Tâm, con ông Lý Bằng, mặc áo cọc trắng, quần đùi nâu, đi thơ thẩn trong làng. Nó là một đứa trẻ tươi cười nhanh nhẹn, mà nay sao lại giàu thế kia? Là vì nó không tìm được ai chơi với. Ở nhà, thầy U nó đi vắng, em bé ngủ trên cái võng đu cót cát bố già vừa ngủ gật vừa nghêu ngao du trong lúc ấy thì tiếng mọt cứ gậm mãi chân bàn thờ và tiếng trang cứ lê hoài trên lớp thóc vơi ngoài sân cái gì nghe cũng buồn tênh chán ngắt nó đã ra đình chơi ngoài hiên đình hai người đàn ông phơi bụng ra ngáy ở một góc chiếu trên cây xoan tây hoa đỏ sặc sỡ tiếng ve cứ réo gắt gào trong ánh nắng ngày hè gay gắt nó đến nhà thằng Tý con ông Hương Nhưng thằng Tý phải đi chăn trâu thay cho thằng Cam Mà nhà ông Hương chỉ có người lớn thôi Nó không chơi được với ai hết Cả làng đều vắng yên một cách nặng nề đè nén Không khí thì oi ả và trói lòa Cái vẻ tịch mịch của một buổi trưa hè Với cái buồn của đứa trẻ như kéo dài ra Thỉnh thoảng một cơn gió nồng nao nao ổ đến Làm cho những dạng cây tre lá sắc Thở dài lên những tiếng khô khan Thằng Cú Tân vẫn bước một mình trong đường rậm mà về con đường ngang rẽ đồng. Tới chỗ ngã ba nó dừng chân, trông ra phía ruộng lúa, đầu đường và ngoe ánh trang trang nắng đốt. Nó nhíp mắt lại để xem có thằng tí không. Lúc đó toàn quay đi, chú ý đến những tiếng rứt lá tre trong bóng mát. Nó lại gần nhận ra ông xã cờ. Ông lấy lá tre làm gì thế ông xã? người đàn ông đã lấy được một đống lá lớn bấy giờ nghe tiếng đứa bé thì ngừng cán câu liêm ngảnh đầu lại cười thằng cu tân đấy à rồi ông ta quay lại đi vừa dứt lá vừa nói tiếp châu nhà tao hôm nay đẻ tao lấy lá tre về cho nó ăn ông lý có nhà không thế dạ thầy tôi lên tỉnh từ sáng u tôi sang làng mà châu đẻ lại ăn lá tre được hả ông ông xã ử ừ một tiếng hạ câu liêm xuống gỡ những cành tre nhỏ nó vu vướng lấy cái dây thép sổ ra trên đầu cán cắt lá tre cũng chẳng vui gì mà xem và nó còn mãi tìm thằng tí, nên không dừng đó nữa nó đi ra phía ruộng được mấy bước thì ông xã cờ gọi này cu gì thế ông xã lại ta cho cái này thằng cu tân trở gót liền về mặt hớn hở ông cho tôi cái gì thế ông xã Ông cờ thong thả nói Con trâu chấu tre Một con trâu chấu to bằng ngón chân cái Màu xanh non như đám mạ Đang lấy hai càng Đầy những gai Đạp mãi vào lòng bàn tay người bắt nó Thằng Tân miệng như nở hoa run xòe nói Ồ con trâu chấu to chưa Ông xã làm sao bắt được nó vậy Tao thấy nó mắc vào cành tre này Đây cầm lấy Cụ Tân thích dối rít giơ tay lên nhưng con trâu chấu tre thì to, xem ra khỏe hơn những con tí hon của nó. Nó trực bảo ông xã bỏ vào túi áo, nhưng chợt nghĩ ra. À, ông xã này, đem bẻ một cẳng nó đi, còn một cẳng tôi lấy dây buộc lại. Nói rồi, nó chạy đi tìm, nhìn xuống đất tìm dây. Nó trở lại những lối vừa qua, ngõ nhà thằng tí, trước cửa đỉnh công, bờ một cái ao to, nhưng không thấy một sợi gai hay sợi cói nào hết. Nó nghĩ bụng rằng Quái, sao những lúc mình không thèm Chỗ nào cũng có dây Nó lại nghĩ đến Vật nó sắp có được Chơi trong lúc đang buồn ngao ngán này Một con trâu chấu tre Ồ, mấy chốc đã bắt được thứ hiếm có ấy Nó sẽ đem khoe thằng tí Bạn nó Sẽ dọa là con trâu chấu ma đấy Nhưng nó không cần Nó biết thế nào Thằng tí cũng đòi chơi chung với mình Cú tân tha hồ mà làm bộ với thằng tí Nghĩ tới đó cô Tân mừng quá Cố lên gieo to mấy tiếng lăng nhăng Không có nghĩa gì Vặt chiếc lá rất nắm cỏ Rồi lại chăm chú đi tìm Những sợi dây nó vẫn trốn đâu tiệt cả Sau cùng nó về nhà Trực dình cắt lấy một sợi dây ở cái võng Đã bị nó thiến nhiều bận Thì bỗng trông ngay thấy cái chai miệng rộng thân phình Nó bắt ghế lấy xuống Rồi một mạch chạy đến chỗ ông xã đợi Nó hối hận mà lẩm bẩm nói Giá đừng bảo ông ta bẻ cẳng con châu chấu có hơn không Thằng Cú Tân lại hơi lo rằng Ông xã cờ thôi không cho nó nữa Vì thường thường nó bị người lớn lửa dối Hoặc ông xã để cho con châu chấu bay đi mất rồi Sự từng trải hẹp hỏi của đứa bé Cũng làm cho nó ngờ vực những cái tốt đẹp sung sướng Nó muốn khỏi tân hẩn Nên cầm cái như sung sướng Được chơi con châu chấu tốt đẹp ấy Nó không hưởng được lâu nó chạy càng gần đến con đường ngang Thì quả tim nó đập càng già Nửa mừng, nửa vì lo ngại Cái đống lá tre nó vẫn lừ lừ đó Mà ông xã cờ tử tế kia thì đâu nhỉ Nó ngơ ngác chạy lên xem Thì ôi trời ơi Ông xã cờ nằm vật dưới rãnh Thằng cu buông cái chai thủy tinh xuống Nắm chặt lấy cái quang ở đống lá tre bên cạnh Nó run mà đống lá cũng run Cổ ông xã cờ bị ai chém đằng sau Đầu gân rời ra Mặt quay lên bờ đường Hai mắt mở to Miệng há hốc Máu đẫm một phần xám ngắt nhuộm đỏ cả bộ râu cằm Mình ông xã sấp Nằm quay về phía đầu làng Đè lên dạng khoai ngứa Tay trái thọc xuống bùn Tay phải với lên như muốn nắm lấy khóm cỏ trên bờ rãnh Máu đượm ở quanh cái áo nâu Máu phun vào một hàng Dọc khoai phía đỉnh đầu máu dội từng đám trên bờ mép đường đất thằng tân mê hoảng không nghĩ ngợi gì hết nó muốn chạy nhưng chưa hoàn hồn đến lúc trông thấy những lá khoai với cành tre rung động vì cơn gió ảo qua nó mới định thân lại một chút nó văng mình chạy thẳng lên thế nào quần vướng cành tre chân vướng phải quần của nó ngã xuống một cái rất mạnh thôi chết rồi nó kêu chưa dứt thì đã lăn xuống cái thây chết bụng đè lên cánh tay ông xã và cạnh sườn sát bên mặt ông ta. Bùn dưới rãnh vọt lên cạnh đường, làm cho tay nó trượt mỗi khi chống mình ngồi dậy. Khắp người nó lại thêm rủn ra nữa. Lưỡi líu lại, muốn kêu gọi cũng không ra hơi. Trong khi nó lấy hết sức can đảm giữa lúc nguy kiếp mà tìm hết cách trỗi dậy, thì mắt bỗng trông thấy một vật đỏ lòm lòm đang động cựa dưới cái lưỡi câu liêm cán câu liêm nằm ngách lên bờ và về phía đồng ruộng. Nhìn kỹ thì ra là con trâu chấu tre. Con trâu chấu lớn lên, len cách, cố bỏ lên, đầu và cánh những bùn lẫn máu. Thằng Tân rợn người lên một cái, nó nghĩ ra một điều rất ghê gớm. Là ông xã bị hại chính vì con trâu chấu ma. Thế mà con vật cứ lừ lừ tiến đến mặt nó hoài, điều bộ thong thả một cách hiểm ác. Nó toàn gạt con châu chấu đi Bấy giờ biết rằng tay trái nó Đang nắm phải mồm người chết Nó cuốn quýt buông tay Nhưng bị dâu cuốn chặt lấy ngay lúc đó con châu chấu đã bò đến gần cổ đứa bé Nó hét lên một tiếng Rồi chết ngất đi Lúc thằng Cú tân tỉnh dậy Thấy mình ở nhà Nằm trong buồng Mồm đầy thuốc gió và nước tiểu U nó thì cúi xuống Sụt sùi khóc và gọi rằng Tân ơi con dậy chưa chung quanh giường thấy sáu bảy người đàn bà họ lau mồ hôi thắt lại cái quần vừa mới thay cho nó nó thấy buồn buồn ở ngực vội cầm mép áo giật rối rít như không thấy con trâu chấu ma ở trong nó yên tâm trực ngồi dậy người ta ép nó nằm xuống rồi khẽ những câu ngọt ngào vào tai nó bỗng một người đàn ông mặc áo the trùng ở ngoài đi vào hỏi nó tỉnh rồi à nó đã nói được chưa dạ bầm ông cháu nó tỉnh rồi ạ à? người mà U nó gọi là ông tránh ấy, trông nghiêm khắc lắm. Ông nhích cây ghế của một người mang đến ngồi bên cạnh nó, hỏi nó một câu vu vơ. Mày trông thấy đứa chém xã cờ, chạy về lối nào? Thằng Tân nhìn U nó thì thấy mặt U nó có vẻ lo sợ. Nó cũng sợ vì chắc người ta đến bỏ tù nó đây. Ông tránh hỏi thêm. Thế nào nói đi, đứa chém xã cờ là đứa nào, mày có nhận được mặt không? nó chém rồi chạy về lối nào mày ngồi dậy cho tao hỏi dạ bẩm ông tránh cháu nó hãy còn sợ ông cho cháu nó nằm đi ạ à? ừ thế mày làm sao Nói cho tao biết đi thằng tân nghĩ bụng sao ông ấy hỏi mình những câu lạ vậy rồi thưa rằng con không thấy gì cả sao lại không thấy lúc ấy mày có ở đấy kia mà thằng tân trực trả lời u nó dỗ con cứ thực thà kể lại cho ông tránh nghe Ông tránh có lòng thương con Không có việc gì mà sợ cả Nhìn mặt ông tránh Chả có vẻ thương xót tí nào hết Nhưng đứa bé cũng đem chuyện gặp ông xã Lúc còn sống Cho đến lúc nó bị ngã Thế con châu chấu bò vào cổ mình thuật lại Rồi bàn thêm rằng Con châu chấu ấy là con châu chấu ma Người ta hỏi nó nhiều câu lôi thôi nữa Sao thấy nó không thể nói được hung thủ là ai? Nên người ta để nó nằm yên Ông tránh ra khỏi nhà một lúc Thì thầy nó về Rồi cả quan huyện cũng đến Nó phải trả lời một dao nữa Nhưng không thế nào nói cho người ta tin rằng Ông xã chết vì con trâu chấu ma Có một lần Chờ lúc vắng người U nó phải đe Mày mà còn nói đến con trâu chấu ấy nữa Thì phải đòn đấy con ạ à. Đứa bé suy nghĩ lung tung cái sợ con trâu chấu tre dần dần bớt đi Thì nó dần dần thôi ngờ đó là con vật ma Nó muốn trở dậy nhưng u nó không cho Nằm đo bực dọc một hồi Rồi quay ra ngủ Mấy ngày sau Nó cứ thấy thầy u nó chạy ngược chạy xuôi Khi thì tính toán dồn tiền Khi thì bàn bạc mua tre lá Khi phải làm cơm rượu cho ông tránh sơi Hôm phải cung đốn các cậu lệ nhà quan huyện Nó thấy vậy Biết là tại mình mà cha mẹ lo lắng nên nó không được vui. Bà Lý Bằng cứ thở dài suốt ngày, còn ông Lý cấm nó không được ra khỏi ngõ. Đến khi cái lệ cấm ấy không thi hành nữa, thằng Cú Tân cũng không hay ra ngoài chơi. Bởi vì trong làng, không ai thấy nó cũng hỏi han đến câu chuyện ông xã cờ bị giết là chuyện nó không muốn nhắc lại bao giờ. Người ta ngậm ngùi thương hại cho số phận ông xã cờ nhiều lắm. Ông là người hiền lành tử tế, không hề to tiếng với ai cả Thế mà sao bỗng không Lại bị giết thảm hại vậy Tại sao ông xã bị giết hả cu Đứa nào giết Sao mày không bảo Người ta không đời nào Quên câu hỏi khó chịu ấy Nó đã phải phân giải đến trăm lần rằng Nó không biết Nó không biết một ly một tí gì Nhưng người ta không tin Người ta lại coi nó bằng con mắt e rè khinh bỉ Hình như thằng bé danh con ấy Mà ghê gớm lắm chứ không vừa đâu rồi lại còn người nhà ông xã cờ Mỗi lần bà xã trông thấy nó là mỗi lần bà khóc lóc Làm như nó là một cái dấu tích của sự oan khổ Bà khóc lóc bắt nó nghe những nỗi lòng của bà đau đớn Và bày cho nó xem cái tình cảnh mẹ quá con côi trong nhà bà Bà mà biết đứa nào giết chết chồng bà Là bà xẻ nó ra, băm vằm nó ra Rồi bà tung đầu nó lên Tội nghiệp đứa bé nó trông thấy hai con người đe dọa sau lần nước mắt của bà xã với cái mặt căm tức mà nó không còn hồn vía nào cả nó đợi bà xã đọc xong bản án và buông nó ra rồi ba chân bốn cẳng chạy mất từ đó nó sợ người đàn bà khăn trắng áo trắng như là sợ một con yêu tinh cái án mạng ly kỳ xảy ra hơn một tháng trời mà vẫn không ai khám phá được sự bí mật trong làng hai ba người bị bắt giam cứu rồi lại được thả ra rồi hết ngày nọ đến ngày kia thời giờ làm cho trí nhớ của mọi người với nỗi xót thương của bà xã cờ dần dần phai nhạt một buổi chiều kia thằng cu tân đi ra đình chơi gặp bạn nó là thằng cu tý hai đứa ngồi nói chuyện với nhau ở gốc cây gạo thằng tân nhắc đến chuyện ông xã để nói chuyện con trâu chấu tre thằng tý dẩu môi nói tao đã bảo châu chấu như thế là châu chấu ma có sai đâu thằng tân đáp ừ mà trông nó ghê lắm lúc ấy nó bò vào cổ tao tao sợ quá tao chắc thế nào nó cũng cắn chết tao nhưng không phải ma đâu vì tao không chết không ma mà lại thế ông xã không chết à thằng tân cái lại ông xã chết tại người ta chém tao không biết ai chém con châu chấu chém đâu mà không biết nó bò đi đâu nhỉ Ta bắt được mày ạ Thật không? Ừ, nhưng ta vứt nó vào bếp ngay Nhưng nó là ma để không chết đâu Nó biến đi, nhưng ta không sợ Thằng Tân duỗi cẳng ra gãi hỏi rằng Nhưng mày bắt được lúc nào? Lúc người ta khiêng ông xã về Lúc ấy ta vẫn ngồi ở bờ ruộng dưới gốc cây đa chỉ con trâu Con trâu nhà thằng Sứt Không có ai coi Đến ăn lúa ruộng nhà ông xã Tao nghe tiếng ông xã trong bụi tre chửi con trâu rồi như đi tìm cái gì Ném đuổi nó đi Cô Tân vội hỏi Thế mày có ném cái gì ra không Không Ông ấy chửi một cái nữa rồi thôi không nói gì Mà con trâu cũng không đi Thế rồi một lúc tao thấy tiếng mày kêu to Rồi có tiếng nhiều người chạy đến Vì người nhà ông thức ở cạnh đấy Cũng nghe thấy tiếng mày kêu Ta bỏ trâu chạy vào xem Thì thấy mày nằm bên ông xã Lúc ấy ông chết rồi Thằng Tân yên lặng Ra dáng nghĩ ngợi nó nhìn chào mặt bạn nó như nhìn một người lạ rồi lại trông đi thằng tí nói tiếp tao sợ quá mẹ ạ tao tưởng mày chết thực cơ nhưng người ta bảo không hề gì lúc khiêng mày với ông xã đi tao đứng xem còn thấy con châu chấu ma đang bò trên cái lỗi liềm tao mới lấy cả cái liềm thế rồi thì là nó mới nói đến đó thằng tân vùng đứng dậy chạy băng đi hớt hờ hớt hải về nhà vào buồng xuống bếp miệng luôn hỏi thầy đâu ạ à? thầy tôi đâu lúc đó thầy nó ở sau vườn nó chạy lên cầm lấy tay bảo rằng thầy ạ à, con biết tại sao ông xã chết hôm nọ rồi thấy nó cau mày hơi gắt thôi đi chơi đừng có nói láo thực đấy mà thực nó nói câu đó bằng một giọng rất thực vẻ mặt nghiêm trọng khiến ông lý bằng phải chú ý ừ thế ai giết ông ấy cái lưỡi liềm vâng đúng rồi cái lưỡi liềm câu Ông xã muốn đuổi con trâu nhà thằng Sứt đi Mới lấy cái cán câu liêm mà lao Bắt đồ vô ý Để cho lưỡi quạt vào trong Ở ngay sau đầu Nên lúc ném đi Phải rồi Chắc hẳn là như vậy Cái tia sáng nảy ra trong óc đứa trẻ Đã cho nó tìm được sự hư thực Sau người lớn còn đạo mạo suy xét Đến những lẽ sâu xa Bởi thế thầy thằng Tân Không thèm nghe lời nó